Ơi trời, hột xoàn cho một cái người mà có sở hữu một cái viên hột xoàn 43 triệu đô, một cái viên hột xoàn mà trị giá cả cả ngàn tỷ đồng, thì làm sao ngày hôm nay đeo trang sức cũng vẫn là đeo đeo bấm tùm lum bốn năm lỗ trên lỗ bốn lỗ trên lỗ tai vậy đó, mà đeo chỉ ba cái hột bẹt đó. Em đã hiểu vì sao chị thua cô Hằng rồi đó chị. Em khẳng định với chị, đây là lần đầu tiên em lên video về chị. Và cũng là lần đầu tiên em xem những video đầu tiên về chị. Mặc dù em có nghe nói tên lâu rồi, nhưng mà những cái trích dẫn này lần đầu tiên em nghe luôn. Và đây là video thứ nhất, thứ hai gì đó. Em nghe chị có tầm 2 video. Và em hiểu lý do vì sao chị thua toàn tập. Và em nghĩ cái điều đó chị phải hiểu rõ hơn em. Bởi vì em nhỏ tuổi hơn chị. Và nghe nói chị cũng dữ dằn lắm. Thì em không muốn dạy đời chị. Hay là phải chỉ chị cái cách khi mà mình ra chiến sự. Được chưa? Mình fight to fight với một ai đó. Đơn giản lắm chị. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Người mà em thấy khôi hài là chị. Trong khi người ta đeo kim cương hột xoàn, người ta ngồi trong một cái cung điện, chị vẫn còn ngồi trong một cái căn phòng tròn, một cái ngôi nhà mà những tấm tường lốm đốm gọn là nắm móc. Được chưa? Không có một cái ghế tử tế để ngồi nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về trí tuệ. Em nghe chị nói một vài câu là em biết cách lập luận nữa, làm sao chị có bắt ai được. Được chưa? Cái việc người ta có viên kim cương 40 mấy triệu đô, nó không liên quan tới việc người ta bấm nhiều cái lỗ tai để đeo khuyên tai. Nó không có liên quan. Và khi ví dụ như chị ngứa lỗ mũi nè, được chưa? Thì chị dùng ngón tay, chị có thể gãi được. Chứ chị không thể dùng cái kia, cái chân thứ ba để mà chị đưa lên chị gãi được trên đây. Cái kia là chị gãi ở dưới thôi. Chị hiểu ý em không? Cũng giống như cái việc mà cái lỗ tai thì chị đeo những cái khuyên tai trang trí thôi. Làm sao mà chị bắt những cái lỗ tai này phải đeo những cái viên kim cương to bự lên làm sao? Đeo kiểu gì? Chị hiểu không? Đó, em nói chị biết, để biết rằng em chỉ cần nghe chị đúng một cái video. Và em nghe chị không quá 15 giây. Em biết vì sao chị thua toàn tập. Khi mình fight to fight, mình combat với tức bất kỳ một kỳ ai. Ít ra nếu mình không ngang sức ngang tài về cái mặt kinh tế, về tài chính, về cái độ sang chảnh, về cái độ chịu chơi, chịu chi, thì mình phải có trí tuệ, được chưa? Em, mặc dù là nói chung là soàn soàn thôi, ở trong cái nhà cũng bình thường. Cơm ngày ba bữa, lửa thổi ngày ba lần. Lo được cho ba mẹ, cho gia đình mình là em mừng rồi. Nhưng mà em chắc chắn với chị, bởi vậy em mới nói em sợ em nhỏ tụi em nói nó không có hay lắm, là dạy đời chị nữa. Nhưng mà thôi, em cũng phải cho chị một cái lớp ngắn như thế này, để chị tiếp tục chiến đấu vì công lý, đâu lại công bằng cho bản thân mình. Muốn đâu lại công bằng cho bản thân mình, được chưa? Nếu pháp luật không ủng hộ chị thì chính chị phải là luật sư cho chính mình, giống như cô Hằng, được chưa? Thắng thì dối, hết thua thì chung. Chị phải chơi cỡ đó. Cho nên chính chị phải lập luận làm sao cho nó sắc bén, cho nó gọn gàng, cho nó rõ ràng, cho nó dễ hiểu. Chứ chị nói chuyện gì nó sao quăng quá đi. Thật sự em nghe mấy câu mình thấy tào lao, không đáng. Chị nghĩ chị là ai? Cái tầm chị với mắm tôm là ai mà nói tới cũng không xứng, thật sự luôn, được chưa? Chị nói tới em cũng không xứng, chứ đừng nói chị nói tới cô Nguyễn Phương Hằng. Em nói thiệt. Cho nên á, mình làm sao mình sửa soạn cho mình sang ra, ăn mặc đẹp vô, ngồi trong căn phòng ít ra nó cũng phải sang chảnh xíu. Thì ok, mình lên mình nói thì cũng phải có chút sức hút nữa, được chưa? Cái sức hút là cái gì? Nó thoát ra từ cái thần thái con người á. Chị nhìn Nguyễn Phương Hằng chị biết, mẫu cái lời nói, được chưa? Giống như đặt trên một cái bàn cân á, nó không sai một ly, kiểu vậy. Mà cho dù nó có sai á, được chưa? Thì nó cũng phải đúng ở cái mặt khác, chứ nó không có hoàn toàn sai. Rồi, em nói vậy để chị hiểu, chị điều chỉnh lại. Em không nói chị là ngưng lại nha. Em vẫn ủng hộ chị tới cùng với cái công lý, giống như em, cái cách mà em dí những học trò của em, dạy dỗ những học trò của em. Thôi, một giây quảng cáo bắt đầu. Em biết chị phải dùng bên em, chắc chắn một điều. Nhiều sao việc thằng A phải dùng bên em lâu rồi, em làm lâu rồi, chị mười mấy năm. Nhưng mà nếu nói mà để rầm rộ thì tầm 7 năm nay. Những gì chạy trên màn hình chị thấy đó, được chưa? Thấy đó. Cửa hàng ở đây em có để đây, chị kích vô chữ A cộng. Nó qua kênh TikTok phụ có cửa hàng, làm ăn, sức khỏe, tình cảm, tất cả mọi thứ. Hỗ trợ chị nhiều lắm. Chị lấy cho em đủ 4-8 gói xong nhà. Dương đau uống thuốc thì âm cũng phải đủ liều đủ lượng. Kết hợp nụ trầm, trụ trầm, nhan trầm. Em thấy chị hơi tiều tụy thì chị lấy Yến bên cửa hàng em luôn. Yến làm thủ công. Sinh viên nhặt từng cọng thủ công. Được chưa? Loại 1. Nguyên tổ Yến già sẫm màu. Chương trình Vì Bạn Xứng Đáng xin được phép bắt đầu. Và video này xin được mời thí sinh, em chưa kịp đặt tên cho chị, nhưng có lẽ nếu mà em xem chị tầm 2-3 video nữa thì em sẽ có một cái tên riêng cho chị. Nhưng mà thực sự là em không thể xem quá 15 giây. Em nói thật, em không xem được. Bởi vì cái cách chị nói chuyện nó thiếu muối. Và với cái cách nói chuyện như vậy á, không thể nào gọi là, không thể nào mà ra chiến sự được, không thể nào mà đi hơn thua với người ta được, được chưa? Tóm tắt lại cho chị, mình có 3 vấn đề khi mình hơn thua với một người khác. Một là nhân cách đạo đức, hai là về tài chính kinh tế, và ba là về ngôn ngữ, biện luận, lý lẽ, lý luận. Chị có được cái nào trong những cái đó? À, thôi thêm cái nữa nhan sắc luôn đi. Thì chị có nhiều cái sự lựa chọn, cũng có luôn ta. Thêm cái nữa nhan sắc cũng có luôn. Rồi về kinh tế thì nhìn cái chị ở trong căn nhà như vậy là em biết rồi, khó nói luôn. Về biện luận, lý luận, luận cứ, luận điểm thì cách nói chuyện của chị cũng bỏ luôn rồi. Về đạo đức, nhân cách cũng có luôn. Thôi thì như thế này nè, chị nhờ tới luật pháp đi.
Em nghĩ chỉ còn một con đường đó thôi. Nếu thực sự mà chị đúng hoặc là chị oan ức điều gì luật pháp, đúng không? Mà em nghĩ cũng không luôn. Lựa chọn thứ năm của con, bởi vì chị lên chị nói về nhà nước quá trời luôn. Chị nói người ta thêm về, chị nói người ta thêm này thế kia, chị nói người ta xử lý oan, xử lý không đúng. Chị thử chị rớ tới nhà nước đi, chị hiểu không? Chị mang đến cho nhà nước mình những điều tiếng quá nhiều, được chưa? Mà không biết sao tới giờ chị vẫn còn ngồi đó chị nói được ta. Nhiều khi em ví dụ em lên em nói ai nha, em cũng cân đo đong đếm đó, được chưa? Và cái em đưa lên cái đầu tiên, cái mà em tôn chỉ trong các cái video của em đó là cái sự thật. Sự thật là cái đầu tiên, cái đó nó giúp em đi một con đường dài, bởi vì em luôn nói sự thật và phải dẫn chứng rõ ràng, ngôn ngữ sắc bén, lời lẽ gãy gọn xúc tích nói đâu ra đó, được chưa? Chứ còn chị đem cái kiềm họ có nhiều kim cương mà tại sao họ lại cái bông tai họ có xíu xiu họ không đeo lên, thì như em dẫn chứng với chị đó, em so sánh cho chị một cái phép so sánh, thì chị ngứa mũi thì chị phải dùng ngón tay, trong là chị dùng cái kia lên chị gãi, đúng không? Rồi mình nói gì nói chứ mình cũng nhìn lại mình, biết mình đang ở đâu và nên làm gì. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, em tặng cho chị câu nói đó. Và cuối cùng là một điều cười của em, một điều cười khả ái. Chúc chị bình an. Đây, cô chiếu vô cho mọi người nhìn. Đó, nhìn cho biết cái nước đê nó cỡ nào nè. Chiếu sao Nhi ha? Để em chiếu nha. Nè, cô đang đeo một viên nước đê 45 gara nè, mà mấy bạn đã nhìn thấy trên hình đó. Đó, thấy chưa? Đó. Đây là của một viên nước đê 3 mấy gara nè. Đó, thấy ghê cô chưa? Cô kinh khủng không? Đó, nhìn coi. Bao nhiêu cái tòa nhà trên tay cô? Đó, nhìn đi, những cái antifa nào mà có điên, có cuồng á, thì cũng phải biết đây là sự thật mà. Sao mà chối cãi được. Trời ơi, hôm nào cô bê nguyên một mâm ra cô cho coi hả? Xỉn luôn á nha. Đây nè, trong đó cái cổ cô là cái viên này 20 cara nè. Rồi nó đi lên tới 3 mấy cara nè, nó đi lên tới 45 cara nè. Đó, sẽ nhìn thấy được cái độ đẹp của nó. Thật sự ra không phải dễ nhìn thấy được, chứ đừng có nói mà dễ gì mua nha. Mua thì đó, thấy chưa? Đó, nhìn thấy không? Thấy nó đẹp cỡ nào? Nó bự hơn con mắt của cô nhiều, bự hơn nhiều lắm. Đó, thấy chưa? Đó, nhìn đi. Cả đời nhiều khi hả, không phải dễ mà nhìn thấy được, chứ đừng có nói mà mua ha. Cho nên á, dù ghét cô cũng không thể nào mà làm gì được cô cả. Dù ghét cô cũng phải công nhận là cô ok vậy thôi, đúng không? Đó, mà thấy ông tay chân cô rất là xứng đáng để đeo những cái đồ mà giá trị như thế này. Mà quý vị nào thấy là những cái cô người mẫu đeo trong quảng cáo đó, đeo từ tay cô đó qua tay cô đó, thấy không? Đó, cho nên những cái fan nào mà nó tức á, thì á, cũng phải là cho nó ói máu cho nó biết. Nổ vậy mới đáng nổ nha, tôi nói thật với quý vị nha. Bữa nào tôi điên lên, tôi quay chừng mấy chục cái vỏ sách da cá sấu Hermes á, tôi khoe hết lên một lần á, để rồi á, mấy em sơ bít á, hết dám khoe luôn. Khoe như vậy mới đáng khoe đó, có chửi á, nghe cũng sướng đổ tai, có ghét cũng đã. Quý vị, chơi vậy mới nét sunny đó, chứ nếu không á, đi khoe mấy cái tàu lao hôi nách á, chúng nó cười cho. Những cái đồ xa xỉ đó không có đáng khoe. Khoe tư cách nè, khoe giá trị, khoe nhân phẩm nè, khoe mình làm được cái gì cho đời nè mới khoe. Còn khoe kiểu đó đó, bữa nào tôi khoe một lần á, hết dám con nào lên khoe luôn. Quý vị tin tôi không? Không bằng chị Hằng xài ráng nữa, khoe cái gì. Tôi khoe cho một lần rồi á, để rồi á, tất cả những em người mẫu, người mã hết dám khoe luôn. Sẽ không bao giờ dám lên khoe nữa. Vì sao? Cửa nẻo nào đâu khoe, mình phải khoe hơn người khác chứ. Mình khoe, mình nghĩ là bà Hằng coi, có nhiều người nói trời ơi chị Hằng em thấy chị đeo xoàng em không đeo nữa, như cục cất mũi vậy. 10 ly là không đeo, 12 ly là đeo lỗ tai nhỏ nhỏ chơi vậy thôi. Cho nên tôi nói thật chứ quý vị á, có ghét á cũng phải phục, có cay đắng á cũng phải biết, cái nào phải biết chịu thua người ta. Muốn hơn sao được, muốn dìm sao dìm được. Người ta giàu thiệt mà, biểu người ta nghèo sao ta nghèo được. Người ta ngời ngời ra đó biểu người ta không có sao được.
Sự thật là sự thật mà. Nghe nhục không? 25 cái giỏ ăn thua gì? Tôi đã nói quý vị rồi, tôi mà đã chơi là chơi hết cỡ luôn, chơi đụng trần luôn. Đó, cho nên đó, những người hiểu biết á, nhìn vô biết tôi loại ở level nào liền.